Thì lúc ngô lại mà cũng nghĩ đây. Hôm nay thật sẽ chơi Roblox. Mà hôm nay mình sẽ chơi cái trò thoát khỏi nhà tù nha mọi người. Giờ sẽ vô. Dạ. Vô. Đây là hết. Để cái này quá nhanh. Còn nghĩ đến coi tụi xin có mấy người. Rồi mấy người không biết. Em không thấy gì luôn á. Qua lẹ cái này. Không nói gì lấy okay. Nó lát xong nhé mọi người. Nó nói gì vậy trời. Bây giờ không biết thứ sao luôn. Cái gì vậy? Ôi trời. Cuối cùng cũng lát xong. Ê, có cái bóng mọi người. Quay coi thử xem. Chờ hết hồn. Chú hề bóng bóng. Chắc có gì. À. Gì vậy chạy. Tôi nhấu. Ê, đừng nói. Mới tập trung. À. Rồi. Nó nói xong cái mới tập trung cái xong luôn. Hồi quá. Ý. Thấy là hơi nha. Tua với mọi người. Tua nha. Giờ mình nhảy tắt cái tôi cho mọi người xem nè. Rồi tới đất của mẹ. Giờ sẽ qua khúc này để giữ cái này. Khúc này chắc đi sắp tường. À, khó nha. Hãy giờ mẹ thích cái hơn nha mọi người. Nhảy nha. Nhảy. Đó. Khó lắm quá mọi người. Nãy giờ luôn á. Nói đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thôi. Trời mơ quá. Cốt này cũng dễ mọi người. Giờ phải liệu. Giờ mình đây cho đỡ giờ ha. Ở dưới đó là cát. Một cái cát. Rồi những cầu hai. Cốt nhìn. Gớt mà hơn người cứ chó. Trời ơi, tới nè. Cái cửa ô thông ơi. Cấp 2 được ơi. Ý tì là ghê nè. Ôi chưa gì chắc má. Qua đây. Rồi, qua. Dạ, đâu á. Kiếp thì dễ nè. Cái từ O là chỉ dễ làm gì thôi nha. Thôi.
rồi sẽ chuyển về cũ. Phải đợi phải chút xíu cho nó, mình sẽ coi cái này. Xin xin chào cái một miếng thư không ăn thư ý. Hồi đó là còn trời chạy vô lẹ nha. Rồi, cuối cùng cũng vô. Ê, chưa gì là ngủ mà nha. Thì sẽ mượn trong e sức của giả ta. Thì vẫn không bằng. Thôi để có nhìn thứ nhất đi. Có người đang đi theo sau mình. À, được có người nha. Rồi xin kiếm gì cũ. Để đi từ từ cứ ra nè. Xin kiếm gì cũ. À, đi từ từ có phải đâu. Để xin kiếm gì luôn rồi. Thế là xong. Trước đi bạn, trước đi, chứ mình đi trước sợ chết lắm. Cái mẹ đi trước đi. Ừ, đi sớm. Đi trước đi, bán sao. Sắp tới rồi mọi người. Cứ đi nhất nhất nha mọi người. Sớm là có mấy cái này mọi người. Ôi, đang cứ kia đi qua rồi. Bạn qua dòng luôn rồi. Bạn ơi, nhìn chứ. Ê, cái khúc cuối này nha. Ê, nhảy giỏi này quá. Nhảy cái quà liền. Gì vậy? Đơn đi bạn đi. Đi thêm một bạn nữa mọi người. Ê, giờ mình đã đi thêm hai bạn. Ui bạn ơi, nguy hiểm. Anh kìa, cũng có thể người nguy hiểm mà nhớ nữa. Ý sư gia bạn này không phải màu trắng. Để mình coi một bạn. Thấy cái mặt nó kệ đi. Ủa nó là gớt hả? Ê hùng dữ nha. Mọi người ơi, sao mọi người đi nhanh thế? Nhanh nha. Cứu đi lẹ. Sao không đợi mình chạy? Cái này mọi người đi nhanh quá. Nhanh quá không được kịp. Không được đâu bạn ơi. Không được đâu. Đi ở đây nè. Bấm cái nút. Rồi mới đi. Rồi sẽ nổ. Trời ơi, bạn hiểu mà. Cuối trời.
giờ một số xuống cái cô. Ôi có camera, nó thấy mình rồi, thấy mình với bạn kia rồi. Rồi xin kinh nghiệm, thế là mình đã xin kinh nghiệm. Hay thực hiện chứ, nhưng phải có cái chìa khóa chứ. Phòng bên đó là ở đâu? À, giờ lúc này đã đọc thật quá. Cẩn trọng. Lúc nào phải đi xuống. Đúng rồi. Thấy cái quạt là không đủ tân nhiên. Còn ngủ không? Chán quá. Canh mà ngủ. Ui này chị. Có tuệ à? Đi suốt. Ừ. Đi qua. Ừ. Ơi khó nha, trời ơi khó nha. Để lên không? Nóc không? Em không biết nhảy nóc. À phải nhảy cho mấy cái gớ mới đúng. Hơi căng. Không biết nhảy ghế. Không biết nhảy cho mấy cái thùng này được không? Chắc không đâu. Để lừa, cô lừa, cô lừa. Để có nhìn thứ nhất. Trời. Trời. Trời ơi. Xin xin việc. Sao có những thẳng thơ nhỉ? Không lo nghĩ quay. Giờ phải nhảy cho mấy cái ghế. À, tu qua luôn nè. Quẹt. Quẹt quẹt. Mọi người ơi. Tụi sẽ qua nè. Để qua nha mọi người. Trời có đất khó nhất luôn á. Trời dễ thôi. Ê, tính ra chưa nói xong mà hôm qua hả? Mày dễ. Còi mới lơ. Còi lên còi thì mình sẽ chạy qua. Đó chạy qua đây. Đánh dấu. Xuống rồi. Cẩn thận nha. Thôi mà không thấy á. Tất tập thì quên nang lắm ạ. Tự nhiên tập nha. Rồi. Ý mọi người ơi. Mọi người hát cái gì không? Khúc cuối luôn á mọi người. Cho vô chung một con cho nó rộng vậy. Làm khó quá. Khó quá. Khó quá. Quá. Khó quá. Khó quá. Quá khó luôn. Mình mới qua được đó. Ủa xuống cái chỗ này không được. Ừ. Mình biết kế hoạch rồi. Ủa xuống nó không được. Mình cũng trúng đụng nó chứ. Ai về xuống nó không được. À, à. Nãy hai bọn trúng đụng luôn á. Mình biết không, mình biết không.
Ồ quá wow. Này khó quá. Thật ra là mình nói dối lắm mà. Tức cái khúc này nó lên xuống. Tôi nhảy vô mấy cái núi của mẹ. Được á. Cái sự mọi người nó hay chậm lắm á. Rồi luôn. Hiểu luôn nè. Cái gì khó quá. Cái gì cần. Cái này mà không biết tính sao. Thì nó quá khó. Chắc giờ mình phải nhảy. 1, 2, 3. Mày ơi, cái này thật khó luôn á mọi người. Cái này cực kỳ khó nha. Cái như hồi nãy nhảy không lên được các mọi người. Cái như mình bắn nhảy mà nó không có nhảy. Nhảy mọi người. Đây. Cái này là một cái nhảy mình cấp đầu tổ thứ nhất. Mấy nãy là qua được mình cấp đầu thứ nhất mọi người. Mọi người đứng nhảy qua cái mặt xanh lửa. Mình phải nhảy thẳng qua kia luôn. Nhảy mọi người. Mình thấy mọi người nhảy qua cái mặt xanh được. Nhưng mà không nha mọi người. Mình ngược lại mình phải nhảy qua cái màu. Cái đó luôn. Vì nó quá khó nên thôi. Bye bye mọi người tại đây nha. Để qua cái kia. Thế thì cũng bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở phía sau nhớ subscribe kênh và ký kênh nha mọi người. Bye.